Hai, xin chào mọi người nhé. Thì hôm nay mình lại vào bếp nấu ăn đây mọi người ơi. Hôm nay mình sẽ làm cái món rau muống xào với lại hàu. Đây mình có một đĩa hàu này. Đây hàu này hàu tự nhiên nhé. Vừa đi lấy xong về đây. Mình đã sơ chế sạch rồi. Đây còn rau muống thì hái ngoài vườn này. Trời mưa, rau muống rất là xanh non luôn. Đấy, rất thích ăn rau cho nên mình làm hẳn một giá rau. Mình đã làm sạch như thế này. Rồi bây giờ tiến hành thôi. Để mời mọi người xem mình làm cho vui nhé. Rồi đây, mình sẽ xào vào cái chảo này nhé. Đây, vừa nấu vừa cầm điện thoại quay lại. Đây, làm cái kỷ niệm nấu nướng thôi. Đây, mình có cái mỡ lợn này. Đây, mình sẽ cho cái mỡ lợn vào. Mình sẽ xào bằng mỡ lợn. Xào bằng mỡ lợn cho nó ngon. Đây mình cho nó tan cái mỡ ra. Rồi mình cho cái tỏi khô bằm nhuyễn vào nhé. Mình phi cho cái tỏi này nó thơm. Rồi mình cho hàu vào này. Đấy một đĩa hàu tươi ngon rói rói luôn nhé. Này. Mình cho hàu vào, mình phi cho hàu này nó thơm, nó săn. Nó săn cái con hàu lại cho nó thơm ngon. Đấy, mình sẽ đảo hàu trước. Hàu này hàu tự nhiên nha mọi người nhé. Hàu này mình lấy về rồi mình làm sạch. Mình dùng vài cái lá bầu mình rửa cho nó sạch cái bụi bẩn. Đấy, hàu tươi ngon này nấu là nó rất là ngon. Hàu này ăn ngọt lắm. Đấy, mình làm kiểu này cho nó săn cái con hàu lại cho nó thơm ngon cái này. Mình hẳn bỏ rau muống vào mình xả. Đấy, mình cho to lửa lên cho nó sôi lại cho nó cái hàu này nó săn, nó thơm ngon, nó đỡ bị tanh ấy. Đấy. Này cái hàu này nó nóng là nó có ra nước. Đấy, cái nước này rất là ngọt luôn. Mình xào với rau muống là nó ngấm vào rau muống ăn rất là ngọt. Đấy nó bắt đầu sôi lại này. Mình rất là thích ăn hàu ấy. Thích ăn hàu nên là thi thoảng là cứ chế biến đủ thể loại ăn. Nói chung là nấu ăn đơn giản thôi mọi người. Có sao thì dùng vậy. Đấy, những cái món ăn mình thích ăn thì mình cứ nấu mình ăn thôi. Rồi nó sôi sôi như vậy là mình sẽ cho hết rau muống vào nhé. Đây, mình rau muống rất là xanh non luôn. Đây mọi người thấy không? Đấy, rau muống xanh non cho vào mình xào. Đấy, quá trời rau luôn nhé. Rất là thích ăn rau như này mình xào. Xào để ăn đấy. Cho vào là mình đảo đều đi thôi. Là đơn giản có gì đâu. Đấy, mình đảo một lát rồi mình sẽ nêm nấm vào. Đảo cho rau muống này nó xịp xuống.
đều nhé, đều cho nó xịt cái rau muống này xuống là mình nêm vào. Với cái món này là mình không cần xào kỹ đâu. Rồi để mình nêm vào cho nó ngấm nhé. Để nêm cái á này thì đơn giản thôi, mình cho vào đây một ít cái bột ngọt này. Bột ngọt mì chính nhé. Rồi cho vào đây một ít cái bột canh. Bột canh một nêm. Rồi mình lại đảo đều đi cho nó ngấm. Này đảo đều cho nó ngấm nhanh tay một lát. Rồi như vậy là được thôi. Để mình tắt bếp nhé. Rồi đây mọi người ơi, đây mọi người thấy cái món rau muống xào với lại hàu mình vừa thực hiện là có ngon không ạ? Đây món này ăn rất là ngon nhá, đây dễ chế biến nhá, xanh giòn ngon ngọt luôn. Rồi cảm ơn mọi người đã xem video nhé, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người trong những video sau. Rồi ok.